Nhận chưa? Mời mọi người nha. Làm gì nó mới phê. Rồi, quả anh em mình chạy giờ được nhiêu đây mà. Có một tiếng ngoài á. Hiện tại là làm cái chanh đây mà. Rồi mọi người, nãy giờ anh em mình đã làm ra thịt hết đây nè, đó. Tái ra thịt vậy nha mọi người. Con to con nhỏ thì để nguyên da, con to thì mình lọc ra thế này nè. Đó, thịt rất là ngon mọi người thấy không? Đây. Đó, có chuẩn bị rau sống nè. Chút xíu mình sẽ hái mớ rau gừng nữa mọi người. Hay cải xanh với ớt chanh. Bây giờ mình tới công đoạn là mình sẽ cắt chanh nặng vô mình bóp cho nó ra cái chất dơ nha mọi người. Đều đều lên. Chanh chứ quýt gì vậy? Trái được rồi. Nhiều quá bóp nó nát rồi. Đó, nặng chanh vô mình bóp ra là nó sẽ trắng lên luôn rồi mọi người. Bóp đều đều ra. Cá bắt đầu trắng lại luôn rồi thấy không? Mềm không? Mềm cái chanh nữa nè. Bỏ thêm trái nữa cho nó trắng nó ra sạch mọi người. Này là có tác dụng là làm nó sạch ra và khử mùi tanh, tẩy tẩy tế bào chết. Trời không được nắng không được đẹp. Bớt đều đều lên. Có tay rau đều hả? Tay kia bị chấn thương rồi. Rồi, được rồi đó, giờ dắt đi. Dắt cho cái nước dơ ra mọi người. Dắt từng miếng á. Quá nó chuối nè. Dơ, dơ vậy. Nó chuối mà dơ vậy. Nó dắt vậy đó. Nó dắt cho nó khô ra mọi người. Khô khô đi, khô khô cho nó sạch. Món này rất là hấp dẫn mọi người, lâu lắm rồi mình không có làm cái món này. Hôm nay làm sẵn quay lại chia sẻ cho mọi người xem luôn nha. Review. Này bóp nước lại nữa không? Không. Bóp nước lại thôi. Để quất luôn rồi. Để ăn chút xíu là nó thấm chanh là nó chín luôn. Rồi, đựng tô nha. Đây. Đó, nó săn lại hết trơn mọi người thấy không? Giờ hái một ít ngò với quế nữa mọi người. Một ít đậu nữa. Quế này nhà mình trồng nha mọi người. Xanh tươi vô. Hái thêm cái bông nữa thôi. Rồi bây giờ hái thêm ít ngò nữa mọi người. Đây, ngò nhà hàm trong luôn nè. Tươi ghê chưa. Rất luôn. Ít thôi. Ăn sống rồi, ăn sống hái thêm nhiều.
rau má nữa nè mọi người, rau má xanh tươi rồi, còn có thêm ít lá cốc nữa mọi người, lá cốc non. Hái nguyên cái ở trong nữa, trong nữa lá non nữa, nữa mấy cái lá thì ăn được vậy mà. Bẻ ngang đó, rồi cái đó quất được rồi, mày ăn đó không, không gì bẻ ăn đọt thôi. Đó, lá cốc mọi người, lá cách nữa nè, lá cách ăn thấy chuột. Lá cách này ăn sống rất là ngon, xanh tươi luôn rồi không. Nguyên cây cách rất là to luôn. Đây, mớ lá cách nữa nè mọi người, để mình ghém với gỏi nha. Rồi nè, rồi rửa đi, rửa sơ qua cái đem ngò ra sắc bỏ. Bây giờ mình sắc ngò với quế mình ra, mình bỏ trộn với cá gỏi mọi người, cách tới chanh. Bỏ thêm trộn thêm hai trái ớt đi. Bỏ đây mọi người ha. Trộn ngò vô nó thơm bắt mùi rất là hấp dẫn luôn mọi người. Thêm ít quế nữa nha. Hai trái ớt nữa đi. Bỏ miếng ớt vô nha. Ớt mình làm miếng mắm với mình trộn đây hai trái nữa cho nó thơm. Hấp dẫn chưa? Món này là rất là ngon luôn mọi người. Cá này là nó ngon hơn cá chích á, cá chích không ngon bằng cá này đâu. Rồi, đưa rồi, để thấm nè. Rồi, giờ sẽ làm nước mắm chấm mọi người. Đây mình có bỏ muối với bột ngọt nè. Mình bỏ ớt vào xíu cay luôn nè. Giờ mình chơi nhiều trái là 3.000 trái à. Điểm đi, chơi hết luôn đi, bẻ đi, 3 trái, 4 trái rồi, 5, 6, chơi ớt siêu cay luôn mọi người, nhiêu ai, 2, 4, 7, 8 rồi, 8, tám trái ớt nhiều lắm nè, nữa không? Siêu cay luôn. Rồi giờ đâm ra mọi người, bổ sung thêm một ít tỏi nữa, siêu cay luôn nha. Siêu cay luôn mọi người. Đó, đổ về luôn. Giờ nắng chanh vô nữa là tuyệt vời nha. Chanh nó tắt. Chanh tắt bỏ luôn, tắt bỏ cho thơm rồi chanh nữa. Đó. Bỏ tắt vô nữa mọi người. Hành. Đây, cho nó thơm, chủ yếu là nước cốt chanh nó mới ngon. Đó, chủ yếu là nước cốt chanh. Quá hấp dẫn. Ở ngoài vườn
làm cái món này rồi thưởng thức luôn cho nó hấp dẫn mọi người. Đó, mình có đem cái chai bồ tạc còn một ít rồi, một ít bồ tạc mọi người, chút xíu mình sẽ thưởng thức thử cái bồ tạc coi như thế nào. Đây mọi người, chén nước mắm siêu cay của chúng ta đây. Được rồi chưa? Thử vừa ăn không? Đó, quá hấp dẫn luôn. Rồi, tuyệt vời cho mọi người. Món cá tái phi tái chanh của mình nè, của hai anh em mình xong rồi nè. Đó, thấy ngon ghê chưa? Thịt nó tôm lại nè. Dẫn ra. Ôi, nước mắm ớt siêu cay. Mắm ớt chanh siêu cay luôn nha mọi người. Bỏ nhiều nhiều vô ăn cho nó đã. Đó. Chấm mắm siêu cay là tới nách luôn mọi người. Rồi, chấm vô. Thức thức ơi. Đúng không? Mắm mặn cái gì? Chua, mặn, cay. Ừ, đúng rồi, nước mắm này phải vậy á. Tuyệt vời. Để xanh nồng nữa. Ừ. Thêm bồ tạc nữa là mới đúng bài ăn cá lá chanh. Ừ, tuyệt vời mọi người ơi. Rồi bây giờ tới mình thưởng thức cái này. Rồi tới mình thưởng thức mọi người. Đó, mình chơi nhiều rau lắm, thích ăn rau. Rồi, cải xanh nè, lá cóc non nè, thêm một miếng lá cách nữa nha. Đây, lá cách rất tốt cho sức khỏe luôn. Tuyệt vời, mới vừa hái xong mọi người, chỉ có cải là mua thôi. Làm một miếng bồ tạc đó. Làm một miếng to cái. Đó, hấp dẫn chưa? Gửi lại nào. Ăn vị nó mới sướng. Đó, ăn rau nhiều vị mới sướng mọi người. Một gói to luôn. Rồi, giờ mời mọi người nha. Chấm mớt siêu cay mọi người. Đó. Hấp dẫn chưa? Mời mọi người nha. Vậy nó mới phê. Cảm nhận quá đã, quá phê luôn mọi người. Lâu lắm rồi mới ăn lại món này á. Tuyệt vời không? Giờ nghe mình nó muốn thử cảm giác với bồ tạc mọi người. Hai cục không hả? Cục thôi đủ rồi. Mà bồ tạc này bữa ăn rồi không cay mấy đâu. Nó hai ba lợi vừa cạt luôn. Tặng luôn. Bỏ miếng nước mắm vô. Đó. Ăn cá xong đi rồi nhét rau vô sau chứ đừng gói rau. Chấm vô bồ tạc á. Hai ba miếng vô, con miếng gì? Ăn nhiều cho nó ngon. Ăn con miếng chút xíu, ăn nhiều nhiều mới ngon. Hả? Ăn nhiều mới ngon mọi người. Cay không à? Sao? Thế nào? Cay không? Vậy là có bồ tạc này, có bồ tạc mà bữa không phải bồ tạc cay rồi. Bữa mua nó không cay mấy. Vừa ăn. Lòng. Bồ tạc kia cay dữ lắm. Ăn cái đọt cải non ngon hơn. Mọi người thấy món ăn hấp dẫn ra chưa? Đó, tuyệt vời luôn ha. Tôm đâu rồi? Ừ, nãy có con tôm nữa mọi người. Đâu dưới. Nè. Đúng rồi. Chén quá siêu cay, siêu cay. Khổng lồ. Đây chưa được khổng lồ, mới nhỏ thôi. Đó, tôm đó. Tôm chín luôn rồi. Bự quá. Nãy sắc 4 miếng bự vậy á. Chấm bồ tạc luôn đây. Bồ
mọi người thử con tôm nha. Chấm một tại đi. Tôm thì ngon rồi. Ăn rau nhiều mới ngon. Rồi mọi người, clip của mình tạm dừng ở đây nha. Anh em mình làm lá gai chút đỉnh rượu với bia mọi người. Rồi mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên chia sẻ ủng hộ thằng Linh nha. Nhớ like và comment ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận video nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người nha.